Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nghe Nhìn Việt Nam. Nhắc tới Mi 11 Lite phiên bản 5G thì các bạn sẽ nghĩ tới điều gì? Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng đây thực ra nó chỉ là một phiên bản nó thêm cái 5G vào so với phiên bản 4G mà thôi. Và cái giá chênh lệch khoảng 1,5 triệu từ phiên bản 4G lên phiên bản 5G, thực tế rằng nó có quá là quan trọng hay không? Thì đối với mình đã sử dụng chiếc này khoảng một tuần nay rồi và mình thấy rằng 1,5 triệu nó thực sự là đáng đến từng xu khi các bạn nâng cấp từ 4G lên 5G. Và ngoài ra thì cũng có thêm một vài thắc mắc nữa, đó chính là với một phiên bản Lite thế này thì chúng ta có đáng mua hay không? Thực tế như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay trong video dưới đây nhé. Ngay từ cái tên thì các bạn cũng có thể mường tượng ra rằng một chiếc máy Xiaomi Mi 11 Lite thì nó sẽ như thế nào. Cụ thể thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng những cái thiết kế của nó học hỏi được rất nhiều từ người đàn anh cao cấp hơn, đó chính là chiếc Mi 11. Và Mi 11 đã thành công như nào và năm nay nó xuất sắc như nào thì chúng ta không cần nói quá nhiều nữa. Và Mi 11 Lite đã thừa hưởng những cái thiết kế như vậy. Đầu tiên thì các bạn đã thấy rằng đó chính là cái cụm camera này, nó vuông vức, nó đẹp mắt và nó rất là chỉn chu. Mình không thể ngờ rằng là tại sao Xiaomi lại có thể phát triển nhanh như vậy. So với những smartphone tầm trung khác mà mình đã trên tay của Xiaomi thì những cái đường viền, nhất là cái viền nhựa ở giữa cái phần màn hình và phần khung viền này, nó được làm một cách nó rất là thô kệch. Nhưng mà trên chiếc Mi 11 Lite phiên bản 5G này, nó đã hoàn thiện một cách rất là xuất sắc so với những cái chiếc smartphone khác tầm trung của Xiaomi cũng như Redmi. Đây là một điểm cộng rất lớn của chiếc Mi 11 Lite 5G này. Và ngoài ra thì Mi 11 Lite 5G còn một cái điểm cộng nó cực kỳ xuất sắc nữa, đó chính là về màu sắc. Nếu là một người con gái cute fume que, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cái màu xanh bạc hà. Còn với những ai mà thích kiểu cá tính nổi bật một chút thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cái màu này, cái màu vàng nhiệt đới này. Và mình đã đăng lên một số ảnh lên mạng xã hội thì rất nhiều người bạn bè của mình vào và comment rằng tại sao có một cái màu nó quá đẹp như vậy. Thì đây mình cũng thấy rằng nó cực kỳ đẹp mắt. Còn với những ai mà trầm tính hơn một chút, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cái màu đen mộc bản. Ba màu sắc này thì cũng có phần khác biệt so với phiên bản 4G. Ngoài ra thì với phiên bản 5G thì cái mặt lưng này các bạn để ý rằng rất dễ nhận biết, nó chính là mặt lưng nhám. Còn với phiên bản 4G thì nó là mặt lưng bóng. Vì vậy là nhìn mặt lưng các bạn sẽ biết ngay các bạn đang dùng phiên bản gì, 4G hay 5G. Nhưng mà màu sắc thì không phải điểm ấn tượng nhất của chiếc máy này, mà điểm ấn tượng tiếp theo đó chính là về kích thước. Chiếc máy này cụ thể thì nó chỉ có độ mỏng là 6,81mm mà thôi, và cái trọng lượng của nó cũng chỉ rơi vào khoảng 159g, đó, rất nhẹ nhàng trong phân khúc. Có lẽ là sau chiếc iPhone 12 mini thì đây là một smartphone 5G mỏng nhẹ nhất trên thế giới. Vì vậy về tổng quan ngoại hình thì mình thấy rằng đây là một chiếc máy nó vừa sexy, vừa đẹp mắt và hoàn thiện rất cao cấp, cũng như là có thể đáp ứng được rất nhiều màu sắc để cho các bạn. Tiếp theo là về màn hình, thì với màn hình của chiếc máy này thì nó không khác biệt quá nhiều so với màn 5G, vì vậy là mình sẽ chỉ nhắc qua thôi. Và mình nhấn mạnh rằng đây là một trong những màn hình có thể gọi là đẹp nhất trong phân khúc. Kích thước của màn hình này là 6,55 inch, sử dụng tấm nền AMOLED với độ phân giải là Full HD cộng. Đồng thời thì nó cũng hỗ trợ tần số quét lên tới 90Hz và tốc độ chạm cảm ứng lên tới 240Hz, cũng hỗ trợ cả định dạng HDR10 cộng nữa và hỗ trợ cả Dolby Vision. Và với cái màn hình này thì mình thấy rằng chất lượng hiển thị của nó rất là tốt, cái màu sắc hiển thị rất là rực rỡ và cái độ sáng của nó kể cả ở ngoài trời nó đều rất cao. Và cái màu sắc thì nó có độ nổi khối đến từ cái việc là nó được trang bị tấm nền AMOLED và có thể hiển thị lên tới 1,07 tỷ màu. Một điểm đáng quan tâm hơn và chắc các bạn cũng sẽ có nhiều thắc mắc, đó chính là 1,5 triệu đồng các bạn sẽ nâng cấp về cấu hình hay không? Và câu trả lời là có, và thậm chí là còn rất nhiều nữa. Còn với chiếc máy này thì nó được nâng cấp từ con chip Snapdragon 732G lên thành con chip Snapdragon 780G. Đây là con chip đầu bảng của dòng Snapdragon 7 series, vì vậy là chắc chắn rồi nó sẽ thỏa mãn được các bạn về mặt hiệu năng. Cụ thể thì với những tác vụ cơ bản bình thường thì mình vuốt chạm ở đây không hề có bất kỳ giật lag nào. Kể cả là mình có sử dụng chiếc máy này liên tục trong khoảng 3 đến 4 ngày thì mình cũng không phải reset máy. Sở dĩ chúng ta có một cái khả năng nó vuốt chạm mượt mà như vậy là bởi vì con chip Snapdragon 780G là con chip đầu tiên trong dòng 7 series được trang bị cái bộ vi xử lý hình ảnh mới, đó là chính là Spectra 570. Vì vậy là khi kết hợp với cái màn hình 90Hz nữa thì nó càng làm tăng cái độ mượt mà khi vuốt chạm trên chiếc Mi 11 Lite 5G này hơn rất là nhiều. Về hiệu năng của chiếc Mi 11 Lite 5G này khi chiến game thì với tựa game PUBG Mobile mình hoàn toàn có thể đạt được cái mức khung hình ổn định ở 40fps với cái cài đặt, đó chính là đồ họa ở mức mượt và tốc độ khung hình ở mức cực cao. Và kể cả khi mà combat nhanh thì nó không hề gặp một chút giật lag nào. Và một điểm cộng nữa khi mình chơi game trên chiếc Mi 11 Lite 5G này, đó chính là về nhiệt độ của nó. Nó rất là mát mẻ, kể cả khi mình chơi đến khoảng 1 giờ đồng hồ thì khi mình chạm vào cái phần mặt lưng này nó chỉ hơi ấm nhẹ lên một chút thôi. Điều này đến từ việc Xiaomi đã trang bị cho chiếc máy này hệ thống tản nhiệt Liquid Cool. Nó sử dụng rất nhiều cái ống tản nhiệt bằng đồng cũng như là nhiều lớp than chì xếp chồng lên nhau.
Nâng cấp tiếp theo mà mình muốn nhấn mạnh cho các bạn đó chính là chính cái chữ ở phía mặt lưng này, đó chính là chiếc 5G. Nếu các bạn muốn mua một chiếc máy sử dụng trong khoảng 3-4 năm nữa thì các bạn nên mua những chiếc máy mà có chỗ 5G. Bởi vì khi kết nối 5G nó đã quá phổ biến rồi mà các bạn đang vẫn sử dụng một cái chiếc máy phiên bản 4G thì gần như là các bạn sẽ phải sử dụng wifi liên tục. Chứ còn cái tốc độ phiên bản 4G mà mình nghĩ rằng trong khoảng 3-4 năm nữa thì nó sẽ khá là tệ. Với con chip Snapdragon 780G thì MIUI 5G đang có cái băng tần cơ sở là 5GX53 được tích hợp. Và tốc độ download cao nhất của nó thì có thể đạt lên tới 3.3 Gbps/giây. Khi mình thử nghiệm thực tế mạng Viettel 5G ở khu vực Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội thì mình thấy rằng cái mức độ download của nó có thể đạt được lên tới 666 Mbps/giây và tốc độ upload lên tới là 101 Mbps/giây. Và qua một số lần thử trước thì mình thấy rằng cái khu vực này có, bởi vì là nó hơi bị cách xa cái cột sóng chính một chút, vì vậy là cái tốc độ của nó có thể chậm hơn so với khu vực mình đã thử, đó chính là ở trên Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm. Nhưng dẫu sao đây cũng là một cái tốc độ rất là đáng mừng cho một chiếc máy tập trung như thế này. Và mình tin rằng khi mà 5G chính thức thì cái tốc độ này nó sẽ còn tăng cao hơn nữa, và các bạn sẽ không cần phải quá lo nghĩ về cái việc tốc độ 5G trên chiếc MIUI 5G này. Tiếp theo đó chính là về hệ thống camera. Thì với chiếc MIUI 5G này nó không được nâng cấp về camera so với phiên bản 4G, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái chuyện hình ảnh nó rất là tốt. Với việc là các bạn sử dụng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng thì những cái hình ảnh cho ra nó có cái độ rực rỡ hơn một chút so với bình thường. Thì cái điều này thì nó sẽ phù hợp để cho những ai mà muốn chụp ảnh phát và đăng lên mạng xã hội luôn. Một thứ mình khá thích về camera của chiếc này đó chính là cái hiệu ứng điện ảnh khi các bạn sử dụng chụp bằng chế độ chân dung. Hiệu ứng này thì nó sẽ đem lại cho các bạn những cái kiểu flare sáng khác nhau, thì nó nhìn khá là nghệ và nó rất giống với những kiểu của máy ảnh phim xưa cũ. Và các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh cái mức độ xóa phông cũng như là những cái kiểu flare khác nhau để cho ra một cái bức hình nó ưng ý nhất. Về thời lượng pin, mặc dù có một cái kích thước cũng như là một cái thân hình nó khá là mảnh mai, nhưng mà chiếc máy này vẫn có thể nhét vào đây một viên pin là 4200 mAh, đi kèm với đó là sạc nhanh 33W. Với dung lượng pin này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái trong vòng một ngày. Ngoài ra thì với sạc nhanh nữa thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin cung cấp điện cho nó bất cứ lúc nào và có thể sử dụng tiếp mà không cần phải chờ đợi quá lâu. Một số điểm cần cải thiện trên chiếc máy này đó chính là cái giải tư vận động của nó thì chưa quá tốt, loa ngoài thì khá là tệ, mặc dù thì nó vẫn có cái loa stereo, tuy nhiên chất lượng thì mình đánh giá nó không quá tốt. Và rất tiếc rằng chiếc máy này thì cũng không có chống rung quang học OIS nữa, vì vậy là khi quay thì nó sẽ hơi bị rung lắc một chút. Thế nhưng khi xét đến mức giá là 8,9 triệu đồng thì mình thấy rằng MIUI 11 Lite là một sản phẩm nó đáng giá đến từng xu và nó rất đáng nâng cấp so với phiên bản 4G. Các bạn cảm thấy như nào về chiếc MIUI 5G này? Các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhé. Mình là Xuân Chân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.